Bây giờ mình sẽ lấy bao tay cho mẹ nha. Đây, bao tay. Sinh nhật chính của ngày hôm nay ở đây. Đây, em này đây. Sẽ mít nha mọi người. Mít tố nữ thôi mẹ. Mít ướt. Mẹ sẽ không có mối mắt đền mà bán mít hả? Quay phim lại nè. Có quay phim lại bằng chứng gõ ghen. Đó, lấy cho mẹ hai cái bao tay. Cái mít thơm phức luôn á mọi người. Mới nói với mẹ Dũng Taylor quay dạo xẻ mít cũng quay. Ta nhân vật nổi tiếng mà. Mình ở Việt Nam quay xẻ mít tấu nữ. Ôi, sao đây lại sức có muốn ra đây hết rồi. Ố, sức kì. Sức ra đó một, hai muối nè. Thơm mà, thơm lắm. Sao lần nào mình mua cái muối cũng có xịt hết trơn gì nè bà con. Mà nhìn chúng vàng ơm cũng ngon lắm, thơm lắm. Mít là phải thơm rồi. Nhưng mà hơi ít muối ha. Trái bự gì con nghĩ nhiều muối lắm chứ. Chắc mình không biết lựa. Chắc mình không biết lựa rồi. Thì cứ lựa cái trái nó đều đều vậy thôi chứ cũng đâu có chuyên nghiệp lắm đâu. Ít muối còn bị hư nữa chứ. Hư hơn lẩu. Dính muối vô trong mấy cái vỏ rồi. Nè. Cô bán mít này có coi được đoạn phim này thì cô bù cho mít khác hả? Bù cho khác có lắm. Có cái dây mít dây mũ à. Năm xưa cũng quay một video xẻ mít tố nữ. Giờ mẹ gỡ mấy cái muối nó dính trong vỏ mít nè, để vô đây vàng ơi. Mua hết nhiêu mà? 35 ngàn. 35 ngàn cho một cuộc tình có bao nhiêu đây thôi. Trời, có muối cũng đỡ hơn không có chứ. Trái bự gì mà không có muối thì thôi luôn á. Nhiều vỏ đó đó. Rồi trong đây hộp nữa nha. 35 ngàn của người ta. Rồi hết đây. Ở đây còn được muối. Đây. Đây là thành quả của chúng ta sau khi xẻ mít. Này, dính muối mít nè mà. Thơm mà. Ừ. Rồi chùi vô ăn chốc cái chơi được phải không? Còn dính vô tay mình thì sao? Thì cũng lấy dầu ăn rửa, nếu mà dính nhiều. Dầu ăn rửa xong cái lấy nước rửa chén rửa lại. Rửa lại là nó sạch. Sạch chưa này. Này. Ấy nó sạch phải nó sạch. Chùi nước sạch này nó sạch. Đây là 35 ngàn.
mít tố nữ. Đi đâu vậy? Mua sầu riêng mít tố rồi mẹ. Chỉ mình đó. Sầu riêng mít tố. Này. Rồi. Giờ đã mẹ lại mời tất cả mọi người cùng ăn chung với nhà mình luôn. Nhà bưng qua ăn thôi. Chào mọi người. Mời bà con thưởng thức mít tố nữ. Cái này mình mua ở trong khu du lịch Chính Hồng. Đem về nè, bây giờ một trái này đó hồi nãy đó là gần 1,8 kg đây. Bây giờ còn được chắc 300 g. Bỏ đi 1,5 kg. Dữ. Đây mình không có biết lựa bà con ơi, không biết lựa trái mít này. Thôi xin mời bà con cùng thưởng thức với mình nha. Xin mời mọi người nha. Một muối rời ngoài đi. Nó hết muối nhưng mà nó ngon lắm bà con ơi. Nó ngọt mà nó béo, thơm. Ăn thêm một muối nước ngọt. Béo hay mẹ? Ngọt ngon quá. Béo à? Mặc dù là nó ít thiệt nhưng mà hộp nhỏ xíu à. Ăn thử một muối nhỏ. Muối này nhỏ xíu luôn nè. Béo quá trời béo luôn nè. Ngồi đây ăn không có chỗ để, cầm cho đi anh. Này ngon, tự hồi nãy ăn nhỏ. Nó mềm mềm. Nó mềm lắm. Rất là béo luôn. Béo mà nó ngọt, nó thơm. Nó ăn mít chưa cơm nha mẹ. Chưa nói không. Nãy giờ đến coi mình ăn hết nhiều đây hộp rồi nè mọi người. Đó. Mà nó cũng đúng là no rồi đó. Thấy ít ít gì đó nè. Chứ ăn không hết nha. Mấy muối nè bự ghê. Bự bự không nè. Mà nó béo á nên ăn nó mau ngán. Mà ngon lắm. Cái hộp này có chút xíu à. Ăn thêm muối này nữa. Xong cái mình để đây. Chút nữa ăn tiếp. Mất này ăn nó ngọt. Ngọt gắt luôn á. Có cái vị béo béo. Rồi. Đây còn lại phân nửa, xíu nữa mình sẽ ăn tiếp nha. Thấy vậy á, nói ít ít vậy chứ ăn không hết đâu, hai người ăn không hết. Trái mít ký 8 nhưng mà còn lại 300 g muối mít thôi mà không hết. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Mọi người nhớ đón coi nha. Rồi. Bye bye. Mẹ đang làm đồ bên kia rồi nên không có qua chào. Chút xíu nó cũng gặp lại à mọi người ơi. Bye bye nha.